Theo yêu cầu của mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng cây cọ Zena Ombre thần thánh này nhé. Phần đầu cọ được thiết kế dài hơn và thưa hơn, giúp cho việc ombre trở nên đơn giản vô cùng. Tất cả những gì cần làm là sử dụng phần đầu cọ để tán đều phần kết nối giữa hai màu lại với nhau, thêm một lớp nữa cho đậm đà và thực hiện thao tác lặp lại như bước thứ nhất. Vậy là xong một bộ ombre bằng nước sơn gel rồi đó. À, đừng quên đi một lớp cuối cùng bằng crystal top để bảo vệ và tăng thêm độ bóng bẩy cho móng nhé. Bộ thứ hai mình hướng dẫn các bạn ombre 4 màu. Thay vì đi nước sơn gel trực tiếp lên móng, mình sẽ phủ một lớp sandyside trước. Đây là một chiếc mẹo nhỏ để giúp nước sơn thẩm thấu hơn và không bị chảy tùm lum tè le. Mình sẽ chia móng làm 4 phần tương ứng với 4 màu mà mình đã chọn. Tới khúc này thì mọi người có thể thấy được cái công dụng của sandyside rồi đó. Nước sơn được thấm vào lớp sandyside nhưng vẫn còn một lượng vừa đủ trên bề mặt để chúng ta ombre. Ngoài việc tán cọ theo chiều dọc, chúng ta cũng nên tán cọ theo chiều ngang để xóa mọi dấu vết của cọ và tạo nên lớp ombre tự nhiên hơn. Vậy là xong rồi đó. Chúc các bạn thành công!